Các bạn đừng có hiểu lầm, đây là máy bắn thẻ nha. Đây chính là bộ đồ chơi Uno Attack. Ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và chơi thử bộ đồ chơi Uno Attack như thế nào nha. Đối với bộ đồ chơi Uno Attack này thì về cơ bản nó vẫn sẽ có luật chơi cũng như là những lá chức năng giống với bộ Uno thông thường. Nhưng điều đặc biệt các bạn có thể thấy đầu tiên đó là chúng ta sẽ có thêm một cái công cụ nữa, đó chính là máy bắn thẻ Uno. Thay vì chúng ta rút những lá thẻ thì chúng ta sẽ thay cái rút đó bằng những cái nút bấm như thế này. Nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên cái số lượt bấm và nó sẽ bắn những lá thẻ ra, giống như là mình bị phạt mình rút vậy đó. Thay vì mình rút thì mình sẽ bấm. Chúng ta sẽ có thêm 4 lá chức năng. Đầu tiên đó là lá 2X này. 2X là như thế nào? Có nghĩa là khi lá 2X này được đặt xuống, người tiếp theo sẽ phải nhấn vào thiết bị 2 lần. 4X cũng giống tương tự 2X là phải nhấn vào thiết bị 4 lần. Nhưng lá này chúng ta được quyền chọn màu. Lá này chính là lá 2X, nhưng chúng ta lại có quyền chỉ định người phải ấn và được quyền chọn màu luôn. Và lá cuối cùng chính là lá loại bỏ những lá cùng màu. Có nghĩa là khi chúng ta đặt lá này xuống, ví dụ như lá này là màu xanh lá cây đúng không, thì những lá màu xanh lá cây ở trên tay mình vẫn được quyền đặt xuống luôn. Cái lá này có vẻ là rất là quyền lực đó nha. Vậy thì còn chân chơi như thế nào? Bắt đầu chơi thôi. Uno Attack, chuẩn bị trước khi chơi. Đặt máy Uno Attack ở giữa bàn chơi. Xào các thẻ Uno thật kỹ. Chia thẻ Uno cho người chơi. Trong trường hợp này là 4 người, tối đa 7 người. Thêm một lá Uno cho mỗi người, rồi lật lên để tìm người đi trước. Người nào điểm cao nhất thì giành quyền được đi. Lá chức năng được tính là không điểm. Đặt các thẻ Uno còn dư vào máy Uno ở giữa bàn đấu. Trò chơi đã sẵn sàng. Lấy thẻ Uno của mình và bắt đầu Uno Attack. Người đầu tiên ra lá 2 xanh dương. Người thứ hai ra lá 2 xanh lá, cùng số hoặc cùng màu. Người chơi 3 ra lá 8 xanh lá. Người chơi 4 ra lá 4 xanh lá. Người thứ nhất đánh lá 5 xanh lá. Người thứ hai tung lá 2 lần bấm màu xanh lá. Người chơi tiếp theo phải bấm 2 lần vào máy Uno Attack và mất lượt ở lần này. Người chơi thứ ba nhấn 2 lần nhưng thẻ Uno không phóng ra. Người cuối cùng không có thẻ bài màu xanh lá nên phải bấm một lần vào máy Uno Attack. Thật may mắn, thẻ Uno cũng không phóng ra. Tới lượt người thứ nhất đánh ra lá đổi màu, người chơi chọn màu xanh lá. Người chơi thứ hai liền tấn công người tiếp theo với lá bấm 4 lần vào máy Uno và đổi màu, vẫn chọn màu xanh lá. Người thứ ba không có thẻ Uno nào để phản công nên bấm 4 lần, 3 lần thẻ không phóng ra, nhưng lần cuối cùng thẻ Uno đã phóng ra rất nhiều. Căng thẳng rồi đây, nhưng ba người còn lại đều không có thẻ Uno nên phải bấm vào máy Uno một lần. Nhưng may quá, không có thẻ Uno nào phóng ra. Tới lượt người chơi thứ ba sử dụng lá chức năng chọn người bấm vào máy Uno và đổi màu. Người chơi thứ nhất phải bấm và màu đã đổi sang màu xanh dương. Người chơi 4 sử dụng lá đổi màu và chọn màu vàng. Người thứ nhất liền sử dụng lá loại bỏ màu vàng để bỏ toàn bộ thẻ Uno vàng trên tay. Tới lượt người thứ hai đánh lá 2 vàng. Người kế tiếp thì ra lá mất lượt màu vàng. Người chơi thứ tư bị mất lượt. Uno Attack tương tự với Uno thông thường, dù thay đổi cách chơi như thế nào, nhưng chỉ cần trên tay bạn không còn thẻ Uno nào thì bạn sẽ là người thắng cuộc. Đã trải qua vài lượt, người chơi thứ tư chỉ còn một lá trên tay. Liệu có thắng được không đây? Người chơi thứ ba bắt đầu tấn công với lá chỉ định bấm 2 lần và chọn màu xanh dương. Người chơi thứ hai bị chỉ định bấm 2 lần. Người thứ tư ra lá 5 xanh dương, hết thẻ Uno trên tay và đã giành chiến thắng. Wow, các bạn ơi, phải thật sự mà nói là khi mình chơi cái bộ Uno Attack này, mình cảm giác nó rất là vui tay. Mà cái lúc mà mình bấm vô, mình cảm giác là hồi hộp nữa. Bởi vì hồi hộp không biết khi nào mình sẽ bị gọi là bốc thêm những cái lá thẻ Uno nữa. Và các bạn hãy nhớ là trải nghiệm cái bộ Uno Attack này, cũng như là test cái độ may mắn của mình thông qua bộ đồ chơi Uno Attack nha.